Sau đó, bản tin liên quan đến vận động viên Kobe Bryant bị tử nạn, thì bản tin cho biết là sương mù có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn. Theo CNN, đến giờ này vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn trực thăng dẫn tới sự ra đi của Kobe Bryant và con gái của anh ta. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết với sương mù dày đặc được cho là không đạt tiêu chuẩn để di chuyển trên không. Khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày Chủ nhật thì trực thăng chở cô bé Brian, cô con gái Gigi và 7 người khác đã đâm xuống sườn đồi tại thành phố Calabasas, tiểu bang California. Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường thì không còn nạn nhân nào sống sót. Theo phát ngôn viên của cảnh sát, trực thăng cất cánh vào thời điểm điều kiện thời tiết rất xấu. Bầu trời tại quận Los Angeles phủ sương mù dày dặc thậm chí sau đó lực lượng hỗ trợ trên không của sở cảnh sát Los Angeles cũng không thể cất cánh. Hệ thống theo dõi các chuyến bay cho thấy là phi công phải bay vòng tròn trên sở thú của Los Angeles ít nhất là 6 lần ở độ cao 267 m, có lẽ là để đợi sương mù tan bớt. Phi công liên lạc với đài kiểm soát không lưu tại phi trường Burbank vào khoảng 9 giờ rưỡi và thông báo cho kiểm soát viên rằng trực thăng bay vòng vòng trong 15 phút liên tục tầm nhìn vô cùng hạn chế và độ ẩm chạm mốc tối đa là 100%. Sau đó thì trực thăng chuyển lên hướng Bắc và đi theo Highway 118 trước khi rẽ sang phía Tây vào hướng Highway 101. Vào khoảng 9 giờ 40 phút, phi công chuyển hướng về phía Nam, nơi có khu vực núi cao. Lúc này thì phi công đã gặp khó khăn với điều kiện thời tiết đột ngột nâng độ cao từ 365m lên tới 610m. Sau đó hạ xuống 520m trước khi gặp nạn. Trực thăng gặp nạn là một loại trực thăng dòng S76B của hãng Sikorsky, được sản xuất vào năm 1991. Kobe Bryant thường di chuyển trên phương tiện này trong nhiều năm qua. Hiện nay chưa rõ phi công có đưa ra tín hiệu khẩn cấp hay là không.